Minh Hương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất của trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng mình cập nhật tin tức mới nhất của trong hôm nay nhé. Sáng mùng 6 tháng 8, cả nước có thêm 4.009 ca COVID-19. Tính từ 18 giờ ngày mùng 5 tháng 8 đến 6 giờ ngày mùng 6 tháng 8 trên hệ thống quản lý quốc gia ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.009 ca nhiễm mới trong nước. Cụ thể, các ca cá mắc mới ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh là 2563 ca, Bình Dương 322, Long An 286, Tiền Giang 253, Đồng Nai 207, Đà Nẵng 77, Vĩnh Long 63, Đồng Tháp 53, An Giang 47, Trà Vinh 34, Phú Yên 27, Bình Định 19, Kiên Giang 17, Gia Lai 14, Hà Tĩnh 5, Đắk Nông 4, Thanh Hóa 4. Lâm Đồng 4, Bạc Liêu 2, Lào Cai 2, Quảng Trị 2, Lạng Sơn 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1, trong đó có 823 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày mùng 6 tháng 8, Việt Nam có 189.066 ca nhiễm, trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc mới trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 185.162 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Cạn. 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái. Tình hình điều trị tổng số ca được điều trị khỏi là 58.040 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 486 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 6.721.408 mẫu cho 19.009.497 lượt. Trong đó có 442.422 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều. Bộ Y tế tiếp nhận gói viện trợ y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 500.000 đô la Mỹ từ ông Winba Abdullah y Anbasar, đại biện lâm thời Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Việt Nam. Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn trực tuyến về quy trình quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 cách ly tại nhà. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện phương án và quy định thí điểm triển khai cách ly F1 tại nhà bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 10 tháng 8. Theo quy định thí điểm, bà Rịa Vũng Tàu chỉ áp dụng thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với 7 nhóm đối tượng gồm có trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, là người tiếp xúc gần với các trường hợp F0 nhưng không có người chăm sóc, phải ở cùng cha hoặc mẹ. Cha hoặc mẹ là F1 nhưng người giám hộ duy nhất chăm sóc con là trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, người tiếp xúc gần là phụ nữ có thai, người già từ 70 tuổi trở lên hoặc từ 65 tuổi trở lên có bệnh nền, người khuyết tật trẻ em, người bị bệnh hoặc người có sức khỏe yếu phải có người chăm sóc. Vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.